Rồi, Trang Bonsai Phú Yên chào tất cả anh em nha. Bữa nay ngày 24 tháng 9 mình có một số cây sâm núi, trái và hạ châu, cây đã thành phẩm giao lưu anh em. Rồi, mã số 1, một cây sâm trái nha anh em. Sâm núi khai thác. Cây dáng đổ nha anh em. Trái cực kỳ nhiều nha. Cây này là anh em chơi tới Tết luôn nha. Rồi mình đo cái vành ở đây là 6 cm nha. Chiều cao là 30, tính từ chậu lên tới đỉnh là 30 nha. Tầng đổ từ trên đây đổ xuống là 65 nha. Cần đổ 65, tàn ngang 40. Cây rất già nha. Cây rất già, trái dày cục cục nhiều mà nè. Trái này, trái dày cục cục luôn nha. Hoành 6 cm, chiều cao 30. Cần đổ 65, tàn ngang 40. Rồi, 700k bao ship mã số 1 nha. 700 bao ship mã số 1. Rồi về mã số 2, một cây sam núi trái nha mọi anh em. Cây khai thác, cây rất già. Già mà thân là đồng rong luôn nha mọi anh em. Cây này cây dáng dáng bay, dáng băng trà nha mọi anh em. Cây này dáng băng trà. Thân của nó này, thân già. Cây này cây dáng băng trà nha. Rồi mình đo cái vành nè, dưới đây là 8 cm nha, vành 8 cm, chiều cao là 25, tầng bay từ sau đây, bay tới trước là 45 nha, tầng ngang 35. Rồi, báo giá mấy anh em là mã số 2, là 550k bao ship nha, 550k bao ship, đấy rất dễ nha. Rồi, về mã số 3. Là một cây hạ châu nha. Cây hạ châu chân rửa nha mà anh em. Chân rửa quá nha. Cây dòng lá sông câu nha mà anh em. Lá nhỏ bóng. Chân rửa quá nha mà anh em. Cốt này rất là to. Rồi mình đo cái quanh ngay chỗ đây là 31 nha. Chiều cao là 30, tàn ngang là 37 nha. Cây cốt chung rửa rất quá nha mọi anh em. Rồi mã số 3, một cây hạ châu mini nha. Cây này anh em giờ đợi bán chơi nha. Chậu này cũng rất đẹp tiền nha mọi anh em. 800k bao ship, 800 bao ship mã số 3. Rồi qua mã số 4, một cây cốt lọc nha, lắc rất đẹp nha mấy anh em. Cây lắc lượng, thân lắc lượng nha. Đây là có cái tử nữa này nha mấy anh em, một cốt, cái một cốt đẹp. Này anh em giờ bỏ bán chơi rất đẹp nha. Thân co lắc dòng lá này mấy anh em, lá tròn nhỏ rất đẹp nha. Rồi mình đo cái quanh nè. Quanh ở dưới đây là 16 nha. Quanh ngay chỗ đây là 16, chiều cao là 38. Cây thằng collect nha mấy anh em. Thằng collect quanh 16, cao 38. Rồi 550k bao ship mà số 4. 550k bao ship mà số 4. Dòng hạ châu sông cầu nha mấy anh em. Rồi về mẹ số nem. Mẹ số nem là một cây hải châu. Cây đã đi một nước dây định hình rồi nha mấy anh em. Cây này cả dáng vân nhân. Dòng lá tròn nhỏ bóng rất đẹp nha. Cây đã đi một nước dây định hình rồi ạ. Rồi mình đo cái quanh ở dưới đây là 15, chiều cao là 80 nha.
tầng đổ từ trên đổ xuống là nem mưng lem nha. Cây dòng lá rất đẹp nha má anh em, lá bóng đẹp, dòng lá sáng. Cây gà dáng quen nhau nha. Rồi 600k bao ship mà số nem 600 bao ship. Rồi qua mã số 6, một cây hải châu sông cầu nha mấy anh em. Cây thân cò lách nha, dáng mộng tử nha. Này có chốt đấy nha mấy anh em. Cây này dáng mộng tử, thân cò lách. Cây này cũng đã đi một lượt dây định hình rồi nha. Anh em nào lấy thì giờ nuôi thêm thời gian nữa, cây sẽ cho quẻ nha. Dòng này rất nhanh là cho quẻ. Thân cò lách dáng mộng tử. Rồi mình đào thì quanh tổng hai thân ở dưới đây là 13 nha, cao là 45, quanh 13 cao 45, tầng ngang tầm 50 nha. Cây đã đi một lượt dây định hình rồi. Rồi 300k bao ship mà số 6. Rồi video của mình đến đây là kết thúc nha. Anh em nào có xem video thì cho mình xin một lượt đăng ký. Rồi chào anh em.